Cả nhà mình ơi, thì hôm nay trong phòng học phổ của chúng ta đang có một cái siêu phẩm ha, một siêu phẩm mũi cấu trúc sụn tai được 14 ngày em ha. Dạ. Vừa mới cắt chỉ xong thì các bạn hãy cùng quan sát chiếc mũi sau phẫu thuật của bạn ấy và chúng ta hãy cùng so sánh lại trực tiếp kết quả trước phẫu thuật nó sẽ khác biệt như thế nào nha. Đây có phải là em không bé? Dạ đúng đó chị. Đây là hình ảnh của bạn ấy trước phẫu thuật các bạn nha. Thực tế thì cái mũi này khi mình nhìn vào thì chúng ta thấy ngay được là cái góc trán mũi này nè, nó thấp ha, và cái đầu mũi to bè đúng không ạ? Thấy được hai cái lỗ mũi luôn. Đây đây cái góc mũi này ha, các bạn nhìn rõ nè, hai lỗ mũi to bè nhé, và cái đầu mũi nó khá là tù thấp ha. Đây góc mũi này ha, thực tế bạn này đã từng tiêm filler như các bạn nên là sống mũi có một chút độ cao, lúc này là bạn chưa tiêm tan nha, cho nên chúng ta thấy một chút độ cao. Tuy nhiên filler nó không có làm cho cái mũi bạn gom nhỏ lại, nó chỉ có nâng lên một phần sống cao lên một chút xíu và nó sẽ không có ổn định theo thời gian ha. Đồng thời thì filler không thể can thiệp chỉnh sửa được cái phần đầu mũi, nó chỉ là nâng cao được cái phần thấp thôi, còn cái phần thừa, phần như đầu mũi thì nó không can thiệp được. Và đây là hình ảnh so sánh trực tiếp với cái kết quả mũi bây giờ nha các bạn. Đây là chiếc mũi cũ là tiêm filler và một chiếc mũi mới là nâng mũi cấu trúc sụn tai. Các bạn có thể thấy rõ là cái độ cao mũi nó đã khác biệt rất là nhiều, nó thon nhỏ hơn, cao nhưng thon nhỏ hơn so với tiêm filler, nó bị tràn ra nha các bạn. Còn đầu mũi thì đó là một cái sự chuyển biến vô cùng tích cực, khi mà cái đầu mũi của bạn bây giờ đã thon nhỏ rồi và nó kín dài hơn nó so với cái mũi hở lúc trước thì nó đã khác biệt hoàn toàn. Đặc biệt nha các bạn, nhìn ở góc từ dưới lên ha, cái lỗ mũi bây giờ nó đã tạo hình cái theo cái phong cách là hạt chanh chữ A rất là đẹp và gọn ha. Cái kết quả mũi này nó làm cho cái mặt mình nó gọn hơn hẳn luôn, sang hơn nữa. Chị thấy cái cằm của em và đôi mắt của em nó cũng có cái tỷ lệ cân đối hơn ha. Trong một tuần qua thì mọi người có nhận xét gì cái mũi em chưa? Dạ có, anh khi hết đó chị. Với lại nhìn góc nghiêng nhìn lạ. Góc nghiêng bây giờ mình nó có chiều sâu hơn ha. Cái mặt mình thì thấy ngay cả cái gò má của em nó cũng cân đối hơn so với trước. Bạn trai mình sau khi thấy cái mũi mới của mình thì có nhận xét gì về cái sự thay đổi của em không? Dạ có, chị nói nhìn không ra, nhìn chưa có quen nữa. Nhưng mà kiểu là xem hơn tích cực đúng không? Người nó tay hơn. Tay hơn ha, dạ. Rõ ràng ha. Thì còn làm gia đình mình thì sao? Lúc dạ. đầu có cản hay là mẹ thì cũng thích nhưng mà mẹ cũng cho làm chị. Lúc đầu cũng sợ xong rồi, nhưng mà lúc về thì đẹp quá, không có sao, có lại em thì không có bị sưng gì nữa. Sưng vùng mắt 2-3 ngày sau là nó hết sưng rồi, là ổn định. Ai cũng khen hết trơn á. Anh khen à? Bạn bè thì sao nè? Dạ. Cũng khen chị, ở chỗ làm cũng khen nữa. Chỗ làm khen, đồng nghiệp cũng khen, đồng nghiệp cũng khen. Xin intư bác sĩ. Xin intư. Dạ. Nhớ giới thiệu cho bác sĩ chân dung. Đó, mọi người cũng có thể thấy qua những cái cuộc trò chuyện với các khách hàng học phẫu ha. Hầu hết là khi làm đẹp lên là mọi người xung quanh là đều hỏi anh làm ở đâu để có cái sự cập nhật và có cái suy nghĩ nâng mũi cho bản thân mình. Vì vậy cho nên cái lượng khách giới thiệu bác sĩ Trần Vương nào cũng đông đảo các bạn ha, không cần quảng cáo quá nhiều. Tại sao em quyết định nâng mũi sụn tai vậy bé? Có bạn làm rồi chị, nên là bạn giới thiệu qua. Là trước đây em có bạn làm sụn tai rồi? Dạ đúng rồi. Mà em theo dõi bác bao lâu? Dạ theo dõi bác cũng nửa năm thôi, bạn giới thiệu là nửa năm. Dạ xong rồi cái cũng theo dõi xong rồi qua rồi quyết định làm luôn. Do bạn làm thì tự nhiên đẹp lắm chị, bạn làm được 4-5 năm rồi. À dạ. Vẫn đẹp đúng không? Dạ, tới nay vẫn đẹp. Cho nên là mình chỉ cần khoảng theo dõi khoảng nửa năm là mình chốt làm luôn ha. Dạ. Và khi gặp bác Phương thì cái cảm nhận của em về bác như thế nào? Nhìn bác thấy hiền lắm. Cũng rất là duyên nữa. Thích nói chuyện với bác mà cũng không có gọi là cơ hội nói chuyện nhiều, vô phòng phẫu thuật làm xong rồi cái đi xuống nghỉ ngơi cũng không gặp được bác. Vậy thì cái trải nghiệm của em trong những ngày vừa qua thì nó có đáng sợ như mình tưởng tượng ban đầu không? Dạ không chị, nói chung là hơi cực cái ngày đầu tiên á, lúc mà tháo được cái cục bông mũi ra là nó khỏe hơn. Dạ. Còn lại mấy ngày sau thì bình thường hết. Em có bị đau hay là phải uống thuốc giảm đau không?
cũng có uống một viên đó chị. Lúc mà về do là cũng không thở được. Nó có những cái bông mũi á, khó thở. Lại hết thuốc tê, nó hơi nhức một chút. Nhưng mà uống một viên là hết luôn. Rồi sáng hôm sau là nó đỡ rồi. Mọi tiến trình trong cái thời gian vừa rồi nó cũng nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Không như mình suy nghĩ ban đầu ha. Chỉ trong lúc làm thì em có đau hoặc không? Dạ không, chị thấy làm không có đau. Mà lúc tiêm thuốc tê thì có hơi nhó một chút. Trong những ngày vừa qua thì mấy ngày em đi làm lại? 4 ngày thứ tư thứ năm là em đi làm lại bình thường rồi chị. Mọi thứ vẫn diễn ra rất là bình thường. Dạ đúng rồi, không sao. Mũi nó nẹp, mũi nó chắc mà không sao hết trơn á. Đây là cái vết thương sụn tai, các bạn có thể nhìn thấy nè. Ở ngày thứ 14 thì các bạn có thể nhìn thấy là cái vết thương này nó rất là nhỏ rồi, và sau một thời gian nữa nó sẽ biến mất hoàn toàn nha các bạn, không để lại dấu vết trên tai nha. Cái tính thẩm mỹ của tai vẫn được bảo toàn nha các bạn. Mong là cái mũi này sẽ giúp cho em thành công hơn trong công việc và cuộc sống, cũng như là được người yêu ngày càng yêu chiều hơn ha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn em rất là nhiều. Thank you.